Castor và lô đà là gì đây? Chắc nhà phù thủy đi đâu? Con gì ngoài ngựa? Chắc hẳn đây là nhà phù thủy rồi. Ngoài này có cả nhà nữa. Không có gì trong nhà đâu. Hai ngôi làng gần nhau lần đầu thấy. Có gì đặc biệt không ạ? Đứa trẻ con không có dương à? Đang quay về nhà ngủ luôn. Hình như số này mình nhảy rồi, mình khai thác hết rồi phải. Như thế đấy. Số này mình khai thác hết rồi. Có gì không anh em nhá? Đi xa xa chút, ngồi đảo đi. Chúc giả lập xem nào. Đây. Ô, có cái cọc ở dưới biển này. Cái này là cái gì? À, là một con thuyền chìm dưới đáy đấy. Luôn thuyền chìm có cả thuyền à, áo thế nhờ. Thuyền
này không biết có không ông nhỉ? Gửi vào coi xem. Có dương này, có dương thì khả năng cao kho báu đấy. Được của nó đây em ơi.